chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Trong thế giới One Piece có rất nhiều trái ác quỷ, và những trái ác quỷ này đem lại cho người sử dụng năng lực đặc biệt. Có những trái ác quỷ có sức mạnh kinh hoàng, mang sức mạnh có thể phá hủy thế giới, hay những trái ác quỷ hệ Zoan có khả năng biến hóa thành loài động vật mà trái cho năng lực cũng như có được kỹ năng, khả năng của loài động vật. Các trái ác quỷ có hình thù rất kỳ quái với những xoáy tròn trên thân. Dựa vào hoa văn này, người ta có thể đoán được đôi chút về năng lực mà nó mang lại cho người sử dụng. Có những trái ác quỷ với sức chiến đấu cực kỳ mạnh, cũng có những trái ác quỷ có khả năng phòng thủ cực kỳ trâu bò. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì khả năng tự chữa lành vết thương hoặc hồi phục nhanh chóng cũng là điều có thể khiến cho một chiến binh khó có thể bị đánh bại. Hãy tưởng tượng khi gặp một kẻ thù cực kỳ mạnh rất khó bị đánh bại, sau đó trong trận chiến, anh ta liên tục hồi phục cơ thể và có thể tiếp tục trận chiến, giống trong game cũng vậy. Tưởng như đối thủ gần bị hết máu, thì với kỹ năng hút máu của mình, nhân vật đó có thể ngay lập tức quay trở lại giao tranh. Trong One Piece cũng có một vài nhân vật có thể tự chữa lành vết thương, họ có thể chiến đấu rất lâu và có ích trong một trận chiến dài. Trong video lần này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé. Thứ nhất, Marco. Marco rõ ràng phải được cho vào danh sách này. Một khoảnh khắc đáng nhớ tại Marineford là khi Marco bị dính cong đá biển, anh đã bị Kizaru bắn xuyên qua người và bị thương. Nhưng sau đó, vết thương không phải là vấn đề lớn với anh. Marco sở hữu trái ác quỷ doan thần thoại Toritorinomi, sức mạnh của chim vượng hoàng bất tử. Trái ác quỷ này cho Marco khả năng hóa thành một con phượng hoàng rực lửa, tăng cường sức mạnh thể chất, cùng khả năng bay và tấn công từ trên cao. Ngoài ra, Marco còn có thể phục hồi thương tích, trị thương cho người khác. Dù có bị thương nặng đến mấy, Marco cũng có thể phục hồi được, y hệt như một con phượng hoàng bất tử. Sau khi băng dâu trắng tan rã, Marco ẩn danh tại một ngôi làng nhỏ nghèo nàn ở một hòn đảo từng được nhận sự bảo trợ của băng dâu trắng và trở thành một bác sĩ. Anh được mọi người rất quý mến. Trong One Piece, chương 909, anh ta đã dùng năng lực ngọn lửa phục sinh để chữa trị cho một con vật nuôi trong làng. Thứ hai, Trafagalo. Trong One Piece, Trafalgar D. Waterlaw là thuyền trưởng của bang hải tặc trái tim, thuộc thế hệ tồi tệ nhất và là một cựu thất vũ hải. Lo sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Opeopenomi và sử dụng thanh kiếm Nodaichi Kikoku trong chiến đấu. Thanh kiếm này khá lớn nhưng Lo vẫn có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và dùng nó để phẫu thuật bất cứ thứ gì trong phạm vi căn phòng do năng lực trái ác quỷ tạo ra. Lo có một biệt danh đó là bác sĩ tử thần, không chỉ vì khả năng chiến đấu đặc biệt của anh mà còn do tay nghề phẫu thuật. Anh ấy tỏ ra là một bác sĩ giỏi, có khả năng cứu sống Ruffy và Jinbe trong cơn nguy kịch khi vừa thoát khỏi tên hung bạo Okenu. Thực tế qua việc anh ta có thể chữa được cho Jinbe cho thấy rằng kiến thức y khoa của Law không chỉ giới hạn ở con người. Con người và người cá có chung cấu trúc máu nên có thể đặc điểm giải phẫu học cũng tương đồng. Anh còn là người xung phong tìm thuốc chữa cho bệnh tình của bọn trẻ ở Bang Hazard, cho thấy anh cũng am hiểu dược lý. Việc Law chữa khỏi cho bọn trẻ chúng loại kịch độc NHC-10 của Caesar dù không hoàn toàn cũng đã là một kỳ tích, làm Chopper cực kỳ ấn tượng. Law không thể chữa lành ngay lập tức, nhưng với khả năng y học của anh ta kèm với sự hỗ trợ từ trái ác quỷ Opeopenomi, anh ấy có thể tự phẫu thuật nếu cần. Trên thực tế, với trái ác quỷ Opeopenomi, Law đã tự chữa lành cho mình khỏi căn bệnh Nani. Thứ ba, Doflamingo. Doflamingo là một nhân vật phản diện nổi bật tại phần Dressrosa và cũng là một trong những cựu thất vũ hải để lại ấn tượng nhiều nhất cho độc giả One Piece. Tại Dressrosa, cả Law và Ruffy đã phải dùng hết sức của mình, hợp lực mới có thể đánh bại được hắn ta. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng đòn mạnh nhất của Law, nhưng chúng ta cũng đã thấy được rằng Doflamingo có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc như thế nào khi hắn ta sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để nhanh chóng tự khâu nội tạng để xử lý vết thương sau khi anh ta bị Law đâm bằng con dao Gamma, do đó tự cứu mình khỏi cái chết. Thứ tư, Emporio Ivankov. Emporio Ivankov hay còn gọi ngắn gọn là Iva là nữ hoàng của vương quốc Kamapaka, được mệnh danh là con người kỳ tích và là thành viên của quân cách mạng. Ông ta từng là một tù nhân ở tầng 5 của Impel Down, sống ở căn cứ bí mật Okama Paradise tại tầng 5,5. Horu Horu no Mi là trái quỷ kiểu Paramecia, cho phép người dùng khả năng tạo và kiểm soát các hormone và nó được ăn bởi Emporio Ivankov. Sức mạnh chính của trái cây, như Iva đã chứng minh, là tạo ra và điều khiển các hormone và nó có thể thao túng các khía cạnh khác nhau của một người như giới tính, nhiệt độ cơ thể, sắc tố tăng trưởng và thậm chí cả trạng thái cảm xúc. Các hormone cũng có thể được sử dụng để tăng cường khả năng chiến đấu của một người thông qua việc chữa lành và tăng cường sinh lực. Ivankov sử dụng khả năng của trái ác quỷ này để điều khiển các loại hormone của cơ thể nên đã giải độc giúp Ruffy khi cậu trúng độc của Magellan. Vì Ivankov có thể sử dụng loại quả này để tự thay đổi vóc dáng nên dĩ nhiên anh ta có thể sử dụng các kỹ thuật của riêng mình để tự chữa lành cho bản thân. Thứ năm, nhóm sử dụng trái ác quỷ doan khủng long cổ đại. Trong băng bách thú, hiện nay đang có rất nhiều thành viên sử dụng trái ác quỷ hệ doan khủng long. Trong các chương One Piece gần đây, hai thành viên nhóm Tobi Roppo là Big One và Until đã hăm hở đi tìm Yamato, nhưng vô tình lại đụng trúng phải Ruffy. Với tính cách của mình, Ruffy ngay lập tức đã có màn giao lưu võ thuật với hai chị em khủng long nhà này. Trong khi trận chiến sắp căng thẳng, thì Yamato xuất hiện với tuyệt chiêu lôi minh bát quái, hạ đo ván Until, đồng thời nhanh chóng cắp nách Ruffy chạy trốn. Mặc dù hình vẽ cho thấy rằng thành viên nhóm Tobi Roppo này đã bất tỉnh nhân sự, nhưng trong chương 984,
Tác giả Oda đã cho chúng ta thấy những người ăn trái ác quỷ răng cổ đại khủng long như Pequan và Antil có một khả năng phục hồi rất tuyệt vời. Tuy bị thương khá nặng và bị ngất tạm thời, nhưng cũng giống như Pequan, Antil ngay lập tức đứng dậy được và trở lại trận chiến. Sức hồi phục khủng khiếp của hai chị em nhà Pequan và Antil tượng trưng cho những người sử dụng trái cây ác quỷ hệ doan khủng long cổ đại. Và trên đây là những người sử dụng trái ác quỷ có khả năng tự phục hồi cực mạnh trong One Piece. Ngoài ra, vẫn còn một số trường hợp khác, ví dụ như Enel. Mặc dù Enel không thể tái sinh hay phục hồi các vết thương, nhưng anh ta có thể dùng năng lực trái ác quỷ của mình để sốc điện lại tim nếu tim ngừng đập, hoặc một vài nhân vật khác nhưng mình chưa kể vào. Nếu các bạn còn biết những nhân vật nào nữa có khả năng phục hồi nhanh mạnh mẽ thì hãy để lại ý kiến phần dưới bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình channel nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.